tôi đang ốm và đang đi làm viện. Thì Nhi cũng cảm thấy, thứ nhất là một giám đốc 600 công nhân và hàng nghìn chuỗi cửa hàng, bây giờ đi xa phương cầu thực hàng mấy năm trời, bây giờ nghe cái tin là bố mình gọi cho là đi viện đấy, mà giám đốc thì lại lên trên không gian mạng nói với khán giả và mọi người với cái mục đích kêu là tôi bận công việc, tôi không về, tôi thăm bố tôi được. Thì Nhi cũng xin thưa với khán giả mọi người, đây cũng chỉ là một cái chiêu trò để lên đây ma mị khán giả, để đi ăn xin ăn mày, đưa ra những cái thiết âm mưu để làm gì? Để xin những cái đồng tiền bố thí của khán giả và mọi người. Trước đây thì cái giám đốc này thì cũng đưa ra rất chi là nhiều những cái câu chuyện nên đây lừa dối khán giả và lừa dối không gian mạng. Thứ nhất là về cái đám hỉ của con, thứ hai là về cái sinh nhật, thứ ba là đưa con lên trên để ăn xin đi ăn mày. Thì trong suốt cái quá trình tham gia trên không gian mạng thì khán giả cũng như Nhi thôi và mọi người cũng biết, thì cái chủ kênh và cái giám đốc lên khoe kêu là gia đình anh em nhà chúng tôi có hiếu với bố mẹ tôi lắm. Thì Nhi cũng hỏi thật với cô chú anh chị và khán giả mọi người, có ai một người con trai khi thấy bố mình đang ốm đau bệnh tật như vậy và đang phải gọi cho là nằm viện, thì có cái người con trai nào mà vẫn dửng dưng lên trên không gian mạng, ngày thì lên 2-3 clip câu view câu like bất chấp và đi xin xỏ những cái đồng tiền nọ đồng tiền kia không? Thì Nhi hỏi thẳng với cô chú anh chị và khán giả mọi người, đây thực sự có phải là một giám đốc không? Mà một giám đốc thực sự thì tại sao giám đốc lại bất nhân bất nghĩa như vậy? Thì khán giả mọi người hãy thử chia sẻ cho Nhi, và khán giả mọi người thử đánh giá cho Nhi, đây có phải là một giám đốc mõm không? Hay là lên trên không gian mạng ma mị và lừa dối khán giả để dùng cái mục đích để đi ăn xin, để đi ăn mày? Khán giả cứ thử nghĩ xem, lúc nào cũng lên trên không gian mạng nói đạo nói lý, và lên trên không gian mạng chia sẻ về những cái nọ và chia sẻ về những cái kia, đi soi mói rình mò về gia đình nhà người nọ, rình mò về gia đình nhà người kia, nhưng thực chất gia đình nhà mình có ra cái thể thống gì không? Nhi hỏi thật với cô chú anh chị và khán giả mọi người, mọi người phải biết là bây giờ là một cái người sinh thành ra mình, là một người cha một người mẹ, thì khi mình là một người con trai thì khi thấy bố mẹ mình bị làm sao thì chắc chắn là cái sự ăn không ngon ngủ không yên thì mình phải tìm đến và mình phải hỏi han xem bố mình như thế nào. Nhưng đây một giám đốc 600 công nhân lên trên không gian mạng luôn mồm cho mình là đạo đức, cho mình là người tài người giỏi, nhưng thực chất ra một giám đốc này có công ăn có việc làm đâu, có nguồn thu nhập đâu, bây giờ phải dùng cái chiêu cái trò cái bài hết xin khán giả là tạo ra cái hình ảnh là tôi sinh nhật từ hôm trước hôm nọ hôm trai, xong cuối cùng khán giả và mọi người cũng không đô lết, không cho tiền, không bố thí cho đồng nào, thì bây giờ lại nghĩ ra cái chiêu trò là đưa bố mình kêu là đi làm viện, đi làm thế nọ thế trai. Thì Nhi thử hỏi với khán giả mọi người, nếu như thực sự mình là một người con trai, nếu như bố mình mà bị ốm hoặc là đi viện thì tất nhiên là mình sẽ phải ở xa, ở nước ngoài hay ở nước trọng thế thôi, thì cũng phải về báo đáp và để xem cái sức khỏe của bố mình như thế nào. Nhưng hiện tại đến thời điểm bây giờ, khán giả mọi người xem, một giám đốc 600 công nhân mà bây giờ thì thời gian lên trên không gian mạng live stream sủa ẳng còn được, mà cái thời gian để về thăm bố thăm mẹ thì không có. Thì Nhi hỏi với khán giả mọi người, đây có phải là cái sự lươn nẹo không? Đây có phải là cái sự gọi cho văn vở không? Thì khán giả và mọi người cũng thử đánh giá, mọi người cứ thử nhìn nhận cho Nhi đi, đây có phải là cái sự bao biện để ăn xin để đi ăn mày khán giả không? Hay là đi ăn mày tình thương, hay là đi ăn mày trên không gian mạng? Thì khán giả tự biết, khán giả tự đánh giá. Và những khán giả nào đang theo dõi, khán giả nào đang ủng hộ những cái chủ kênh này và cái câu chuyện này, thì khán giả mọi người cứ thử đánh giá cho Nhi đi. Mọi người thử nhìn nhận cho Nhi xem, trong suốt cái quá trình hơn một năm rồi tham gia đấu tố trên không gian mạng, mọi người thấy được một cái giám đốc này thực sự có phải giàu có hay không? Hay là đây cũng chỉ là một giám đốc mõm lên trên không gian mạng lừa dối khán giả, đi ăn tục, nói phép, làm những cái trò lọ trò kia để ma mị, để dẫn dắt khán giả? Nhưng thực chất ra một giám đốc này chỉ trên răng dưới lá mít. Thì trong suốt cái quá trình Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người đấy, thì mọi người cứ thử đánh giá, mọi người cứ thử nhìn nhận cho Nhi đi xem, xem những cái gì trước đây mà giám đốc diễn, giám đốc lên đây, giám đốc kêu la khóc lóc van xin từ đồng tiền đô lết, từ cái view, từ cái like, đi ngửa tay ra đi ăn xin cái nọ ăn xin cái chai. Thì mọi người cứ thử nghĩ đi, đây thực sự có phải giàu có không, hay là chỉ lên trên không gian mạng lừa dối khán giả, lừa dối mọi người để làm gì?
để câu view, câu like, để xin sổ. Nhi đã bảo với khán giả mọi người rồi, đây là một giám đốc không có công ăn việc làm, hai vợ chồng không có nghề, không có nghiệp, bây giờ trông chờ cái kênh YouTube đi xin, đi sổ và kiếm ra những cái đồng tiền nào thì sâu cái đồng tiền đấy thôi. Chứ thực chất ra nếu như mà có tiền thực sự, mà giàu mà có, thì đáng nhẽ bố mình như thế, thì đáng nhẽ giờ này có mấy trăm cây số đâu, xe có, kêu là tiền tôi lúc nào trong túi cũng có 10 triệu mà bây giờ bố đi nằm ở viện, bây giờ con thì có mấy trăm cây số, xe có mà bây giờ không về. Thì hỏi mấy khán giả mọi người bận rộn cái gì ha? Hay là bận rộn lên câu view, câu like? Nếu như mà thực sự bận rộn thì bố mình quan trọng hay là công việc bận quan trọng hơn? Thì mọi người cứ thử đánh giá đi, và mọi người cứ thử nhìn nhận cho Nhi đi, xem suốt cái quá trình mà giám đốc lên trên không gian mạng chia sẻ và dẫn dắt khán giả, thì mọi người đã thấy được chưa? Mọi người đã thấy được cái sự thực là cái con người này liệu có đức, có phúc không? Đến gia đình nhà mình, bố mình bằng thật, cái người thân sinh ra mình, mà mình không báo đáp, không phụ dưỡng và không chăm lo, thì làm sao khán giả và mọi người, làm sao người ta tin tưởng được? Làm sao những khán giả mọi người có thể tin được khi một cái người nhà nhà mình bằng thật còn đối xử như vậy? Thì liệu những khán giả, những người nào đang ủng hộ kênh, liệu thực sự là cái giám đốc này có tin tưởng không? Cái giám đốc này có tốt không? Thì khán giả mọi người cứ đúc kết lại, và khán giả mọi người cứ nhìn nhận cho Nhi đi, xem là trên không gian mạng đây có phải là một cái sự lươn lẹo, có sự vân vở và lừa dối khán giả không? Mà tại sao cái sự lươn lẹo, cái sự vân vở như này mà khán giả mọi người không nhìn nhận được ra? Khán giả không nhìn được ra cái gì đúng, cái gì sai hả? Thế là ngày hôm nay thì Nhi làm clip ngắn ấy thôi, xin gửi đến cô chú anh chị và khán giả mọi người trên không gian mạng những cái gì Nhi chia sẻ ra, để cho khán giả mọi người cùng với Nhi đúc kết lại và nhìn nhận được ra sự thật mãi là sự thật. Thương yêu nhau như núi non không rời, lời hát xưa lưu luyến ngàn đời, then Bắc Cạn truyền từ rừng cao suối vông, nghe câu then xin cho quên đường về, dù vẫn vương dâu vương tóc thề, mãi đi chợ xa nari hoa trắng núi, ngân sơn đeo giang đàn tình vẫn mang theo, then Bắc Cạn mời thay lời yêu thương đây, sao mấy cùng về bởi tình nghĩ tới nhau, mai đến hồi lòng tông mình tìm cô then mới, chúc phúc cuộc đời nặng tình nghĩa trắng vời, dây phèo biếu cao ngất trời, bóng núi chơi với sợi thuyền độc mộc, câu then thả mình ba bể đang tắm nắng, thung lũng nà hoa mời nàng tiên ư xa, sông gầm reo cô gái giao trong rừng, màu thấm xanh ta vương khách nhung nhung.